Che già măng mọc, làng giải trí Hoa ngữ đang chứng kiến công cuộc thay máu thế hệ diễn viên truyền hình, điện ảnh với quy mô lớn chưa từng có. Bằng chứng là trong vài năm trở lại đây, hàng loạt các gương mặt tiểu sinh, tiểu hoa thế hệ mới xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình. Họ liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án lớn và được công ty quản lý tích cực lăng xê. Thậm chí có nhiều diễn viên trẻ còn được giao vai chính ngay lần đầu đi đóng phim. Trong lứa diễn viên giao thoa giữa thế hệ 9X và 10X, có 6 gương mặt tiểu sinh là nổi bật hơn cả. Nhìn vào cuộc đời của những tiểu sinh này, hẳn nhiều chị em chót làm fan girl sẽ thấy mình thật già vì chót si mê cuồng nhiệt. Dù còn rất trẻ tuổi nhưng họ không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai như tỏa ánh hào quang mà còn có khả năng diễn xuất khá. 6 tiểu sinh Hoa ngữ đầy triển vọng khiến bạn thấy mình thật già khi chót si mê. Thứ nhất, Lưu Hạo Nhiên. Từng được biết đến rộng rãi qua web drama Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, nam diễn viên trẻ Lưu Hạo Nhiên đang ngày càng gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của bản thân. Ngôi sao trẻ sinh năm 1997 có cơ hội được gặp gỡ và hợp tác với rất nhiều diễn viên thực lực của giới giải trí Hoa ngữ như Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Diệp, Hoàng Hiên, Đồng Lệ Á. Tuy mới gia nhập được làng giải trí được vài năm nhưng cậu đã bỏ túi khá nhiều các dự án lớn từ truyền hình cho đến điện ảnh. Tiêu biểu nhất phải kể đến những phim như Lang Gia Bảng 2, Yêu Miêu Chuyện, Kiến Quân Đại Nghiệp và Song Sinh. Gần đây, quản lý của Lưu Hạo Nhiên cũng thông báo về dự án điện ảnh mới nhất của nam diễn viên có tên là Song Sinh, hợp tác cùng ngôi sao tay trái Trần Đô Linh. Thứ hai, Ngô Lỗi. Tuy mới 18 tuổi nhưng Ngô Lỗi đã sở hữu cả một gia tài toàn các bộ phim truyền hình nổi tiếng tại đại lục. Ngô Lỗi thực sự đã lột xác từ một diễn viên nhí đáng yêu thành một nam thần tương lai đầy mê hoặc. Những tác phẩm mà nam diễn viên trẻ Ngô Lỗi từng tham gia vô cùng nhiều, trong đó tiêu biểu nhất phải kể đến Phong Thần Bảng Chi Phượng Minh Kỳ Sơn, Nhà Có Người Ngoài Hành Tinh, Lang Gia Bảng và Thiếu Nữ Toàn Phong. Sau bao lần đóng vai phụ, cuối cùng ngôi sao trẻ Ngô Lỗi cũng đã có cơ hội được thử vai chính trong dự án Đấu Phá Thương Khung. Tác phẩm huyền huyễn này dự kiến sẽ tạo nên cơn sốt tại đại lục khi được phát sóng. Thứ ba, Hình Chiêu Lâm. Hình Chiêu Lâm đang là một trong những cái tên hot nhất trong khoảng thời gian gần đây. Cùng lúc có tới hai bộ phim đồng loạt lên sóng là Sợ Kiều Chuyện và Song Thế Sủng Phi. Hình Chiêu Lâm bỗng chốc nổi như cồn. Nam diễn viên sinh năm 1997 từng được đông đảo cư dân mạng chú ý bởi ngoại hình hao hao giống Dương Dương. Thậm chí còn có không ít tin đồn cho rằng Hình Chiêu Lâm cố tình bắt chước góc chụp hay phong cách ăn mặc, tạo dáng của đàn anh để nổi tiếng. Tuy nhiên, có vẻ như Hình Chiêu Lâm đang dần cố gắng thoát khỏi cái mác bản sao của Dương Dương để khẳng định tên tuổi của bản thân. Nhờ diễn xuất đáng chú ý trong Sơ Kiều Chuyện và đặc biệt là Song Thế Sủng Phi, cậu ngày càng được nhiều cư dân mạng chú ý đến hơn. Thứ tư, Hầu Minh Hạo. Hầu Minh Hạo cũng là nam diễn viên sinh năm 1997, vừa điển trai vừa tài hoa. Tương tự như người bạn đồng niên Lưu Hạo Nhiên, Hầu Minh Hạo cũng nổi tiếng nhờ vào một bộ phim chiếu mạng có tên là Hàn Võ Ký. Trong Hàn Võ Ký, Hầu Minh Hạo đã thể hiện khá thành công hình tượng sát thủ, kiểm tử, lạnh lùng, rắn giỏi với gương mặt trẻ thơ. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp mê hoặc khán giả mà phản ứng hóa học giữa cậu với bạn diễn nữ Châu Vũ Đồng cũng rất bùng nổ. Quả không hổ danh soái ca thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Thứ năm, Tống Uy Long. Tống Uy Long là một trong những nam diễn viên trẻ tuổi hiếm thấy bởi sở hữu tài nguyên ở mảng truyền hình quá phong phú, dồi dào. Tuy mới chập chững bước vào làng giải trí chưa được bao lâu, nhưng cậu đã có cơ hội được thử sức với nhiều vai nam chính trong các bộ phim khác nhau. Năm 2015, Tống Uy Long chập chững bước vào ngành giải trí Hoa ngữ. Cậu may mắn được vô chính lăng xê trong Bán Yêu Khuynh Thành, rồi lại có cơ hội được tham gia tác phẩm điện ảnh hợp tác Trung Hàn Tôi Yêu Người Miêu Tinh cùng Ngô Thiến, Sehun. Ngay sau đó, Tống Uy Long bắt đầu sự nghiệp chỉ đóng vai chính của mình. Cậu gây bất ngờ khi được đảm nhận vai nam chính Dung Chỉ trong Phượng Tù Hoàng của Vua Chính, rồi liên tiếp các dự án truyền hình mời Tống Uy Long đóng chính như Hoa Bên Bờ, Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em. Thứ 6, Tăng Thuấn Hy. Nam ca sĩ thần tượng kiêm diễn viên Tăng Thuấn Hy cũng đang là một gương mặt được đông đảo giới trẻ mến mộ tại đại lục. Sở hữu vóc dáng với tỷ lệ vàng cùng gương mặt đậm chất truyện tranh, Tăng Thuấn Hy dễ dàng chiếm trọn trái tim và cảm tình của người hâm mộ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tăng Thuấn Hy được nhiều người biết đến nhất là nhờ vào vai diễn Tấu Hài Đường Tam Thập Lục trong bộ phim huyền huyễn Trạch Thiên Ký. Tuy chỉ đóng vai phụ nhưng nét đáng yêu lanh lợi cùng tính cách tốt bụng của nhân vật Đường Tam đã giúp Tăng Thuấn Hy hút về kha khá người hâm mộ. Hiện tại, Thuấn Hy đang góp mặt trong phim truyền hình Thanh Xuân Vườn Trường, Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất cùng mỹ nhân Trương Tuyết Nghênh.
cậu cũng bắt đầu manh nha phát triển ở mảng điện ảnh bằng tác phẩm đầu tay Mất Kiểm Soát, đóng cùng với Trương Bá Chi và Top của Big Bang.